Trong suốt những ngày qua, các đội cứu hộ Mexico vẫn đang nỗ lực không ngừng nghỉ với hy vọng tìm kiếm những người còn sống sót sau trận động đất 7,1 độ Richter hôm 19 tháng 9. Bởi mỗi giây phút trôi qua, hy vọng sẽ càng trở nên mong manh hơn. Thế nhưng đôi khi cuộc sống vẫn luôn có những phép màu kỳ diệu, giống như câu chuyện về người phụ nữ bị mắc kẹt nhưng được cứu sống chỉ nhờ tin nhắn gửi cho chồng. Diana Pacheco bị mắc kẹt trong các đống đổ nát sau khi động đất 7,1 độ Richter làm sập tòa nhà cao ốc ở thủ đô Mexico City nơi cô làm việc. Chồng của Pacheco là anh Garcia đã dường như mất hết hy vọng khi chờ bên ngoài tòa cao ốc đó suốt đêm mà không có thông tin gì về vợ của mình. Tuy nhiên phép màu đã tới khi Garcia bất ngờ nhận được loạt tin nhắn mà vợ anh gửi khoảng 16 tiếng trước đó thông qua ứng dụng nhắn tin WhatsApp. Anh vội chạy về phía các đội cứu hộ để thông báo và tìm người giúp đỡ. Nhờ những tin nhắn nhận được, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được cô Pacheco và ba người khác. Pacheco lập tức được đưa thẳng tới bệnh viện cấp cứu. Sau khi tỉnh lại, Pacheco cho biết cô đã cố gắng nhắn tin và gọi điện cho nhiều người, nhưng chỉ chồng cô nhận được tin nhắn. Vâng, bên cạnh những phép màu kỳ diệu xảy đến như trong câu chuyện của chị Pacheco, thì rất nhiều người đã được may mắn cứu sống sau trận động đất khủng khiếp hôm 19 tháng 9 tại Mexico nhờ vào sự cố gắng nỗ lực của đội cứu hộ cùng với một anh hùng khá đặc biệt, đó là một chú chó cứu hộ có tên là Frida của Hải quân Mexico. Và Frida đã trở nên nổi tiếng sau khi tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu hộ trong cả hai trận động đất gần đây ở quốc gia này. Dạ vâng, trong tất cả các lần làm nhiệm vụ, Frida đã tìm được 12 người sống sót và hơn 40 thi thể khác. Không chỉ là chó nghiệp vụ nổi tiếng của Mexico, chú chó 6 tuổi này từng tham gia các nhiệm vụ cứu hộ khắp Trung và Bắc Mỹ, từ Haiti, Ecuador đến Honduras. Hôm qua ngày 22 tháng 9, Tổng thống Mexico cũng đã chính thức ghi nhận công lao to lớn của Frida trong công tác cứu hộ sau động đất. Vâng, còn nói về nguyên nhân của nhiều vụ động đất khủng khiếp xảy ra ở Mexico thì James Jackson là giáo sư về địa vật lý tại Đại học Cambridge của Anh cho biết là thành phố Mexico City thì được xây dựng trên một nền đất sâu và mềm như thạch và từng là phần đáy của một hồ nước, và ông cho rằng lớp đất này thay vì nâng đỡ cả thành phố ở phía trên thì lại làm khuếch đại ảnh hưởng của trận động đất, và những rung chấn hay là sóng địa chấn từ phần đá cứng ở bên dưới thì được khuếch đại do phần trầm tích ở phía trên và khiến cho mặt đất và các kết cấu được xây dựng bên trên bị rung lắc lâu hơn với cường độ mạnh hơn và gây ra những trận động đất với thiệt hại lớn hơn.